Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 142. Chương 1411. Mệnh trời. Thanh niên họ Phương rên lên một tiếng, bay ngược về phía sau, mũi nhọn trên tay gần như không thành hình. Trên cơ thể trùng giáp lại xuất hiện vô số vết nứt, huyết ảnh tử tinh thiên giáp cứng đờ bất động. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, còn muốn tiếp tục hành động thì lại cảm thấy sau gáy mát lạnh, một luồng sức mạnh cực lớn đánh tới, trùng giáp hoàn toàn vỡ vụn. Tần Tang cũng thu hồi tinh loa, phi thân lao tới. Cùng với hóa thân một trước một sau, mỗi một chiêu thức đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm của thanh niên họ Phương. Không bao lâu, thân thể thanh niên họ Phương đã bị Tần Tang chộp vào trong tay, hoàn toàn im lặng. Bản thân là pháp thể song tu, sau khi thi triển kiếm luân thì chiến lực đã không kém cao thủ kết đan kỳ đỉnh phong. Uy lực của kiếm luân hẳn là còn có chỗ để nâng cao, thông qua kiếm đường đoán chừng sẽ không có vấn đề gì. Tần Tang nhớ lại trận đại chiến vừa rồi, hắn cơ bản đều là đè ép đối thủ ra mà đánh, chỉ là cuối cùng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng bị hắn dễ dàng hóa giải. Đây cũng là chuyện bình thường. Thanh niên họ Phương dù sao cũng là đệ tử của lão tổ Nguyên Anh, sao có thể không có một chút thủ đoạn liều mạng chứ? Tiếp theo, Tần Tang lật bàn tay một cái, lấy tinh đải ra. Vốn cho rằng có thể siêu hồn thanh niên họ Phương, đạt được phương pháp chân chính thúc dục món bảo vật này, nhưng lại không được như mong muốn. Hóa ra người này cũng không biết lai lịch thật sự của tinh đải lão tổ Hắc Xà Sơn nói vật này chính là chí bảo của Vu tộc. Cho nên Lan Đấu Môn có được vật này trong tay lâu như vậy, cũng không thể tra được lai lịch thật sự của nó, trở thành đồ vật phụ trợ tu luyện dịch lôi thuật. Chí bảo của Vu tộc, rốt cuộc là loại chí bảo gì, đáng để lão tổ Hắc Xà Sơn làm ra chuyện lớn như vậy ư? Và lại, hình dạng của tinh đài cũng rất kỳ quái, là hình bán nguyệt. Khi ở quần đảo Liệt Phong, hắn đã tìm một tu sĩ Vu tộc mắt mù, thử dùng thần văn, nhưng cũng không thu được một chút phản nào. Tần Tang lật qua lật lại tinh đài, quan sát thật cẩn thận. Mấy năm nay không biết thử qua bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào khám phá được bí mật của tinh đài. Mà thôi, có thể giúp ta tu luyện thiên yêu luyện hình, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tần Tang lắc đầu, thu hồi tinh đài, thu hết đồ vật trên người thanh niên họ Phương vào trong tay. Tiếc là huyết thi trùng đã bị lão tổ Hắc Xà Sơn thu hồi mất rồi. Thanh huyết kiếm này cũng là một món pháp bảo trung phẩm quý giá, nhưng vẫn không thuận tay bằng linh kiếm bản mệnh của ta, tạm thời để cho hóa thân dùng làm vũ khí đi. Thật ra Hồng Nguyên Sa này lại có chút thú vị, không phải là đồ vật ở thế giới này. Trong tay Tần Tang cầm một miếng hồng sa mềm mại, phát hiện dù bản thân là luyện khí sư nhưng cũng không thể nhìn ra món bảo vật này được làm ra từ vật liệu gì. Ngay cả lão tổ Hắc Xà Sơn cũng không thể chữa trị được. Bảo vật này có năng lực che lấp tự thân khí tức. Lúc trước thanh niên họ Phương đều nhờ vào bảo vật này để che giấu thân phận, mới có thể đi lại thoải mái ở địa giới nhân tộc. Thưởng thức trong chốc lát, Tần Tang hất thi thể cho hóa thân, tiếp theo liền xoay người trở lại đảo nhỏ. Tỉ mỉ lau sạch toàn bộ dấu vết, sau đó chào hỏi một tiếng rồi nghênh ngang rời đi. Tần Tang ỷ vào thiên yêu luyện hình, đi lại thoải mái trong yêu hải, không ngồi bảo thuyền về hải thiêm đảo. Mà lại một thân một mình lên đường trở về, cũng cố hết sức, tránh đi cùng hoặc tiếp xúc với những tu tiên giả khác. Cứ như vậy, cho dù lão tổ Hắc Xà Sơn đích thân đến cũng không thể tra được hành tung của hắn. Qua chuyện này, Tần Tang liền yên lặng chờ thất sát điện mở cửa. Trước hết là trợ giúp hóa thân luyện hóa huyết châu lúc trước đã cắn nuốt được, đủ để tu vi của hóa thân tăng lên đến kết đan kỳ đỉnh phong. Từ giờ đến lúc thất sát điện mở cửa vẫn còn một đoạn thời gian nữa, Tần Tang tìm một hòn đảo hoang ở yêu hải, mở động phủ, mang theo hóa thân bế quan. Thời điểm bế quan, Tần Tang đã sửa sang lại bản thân một chút. Hắn đã cố gắng hết sức để chuẩn bị thật tốt, cuối cùng có thể đạt được ước muốn trong thất sát điện hay không, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Các bạn đang nghe chuyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 1412, lời mời của Châu. Trước lúc đó, Tần Tang còn phải thử một chút, nhờ vào sức mạnh của bá huyết quả, cưỡng ép trùng kích vào thiên yêu luyện hình đệ tam biến hậu kỳ. Ở trong thất sát điện nguy cơ trùng trùng, thêm một phần thực lực là thêm được chút cơ hội giữ mạng. Đồng phủ, trong một căn tĩnh thất, Tần Tang ngồi xếp bằng trên tinh đài, điều chỉnh trạng thái của bản thân, bên cạnh đặt hộp ngọc chứa bá huyết quả. Với cường độ cơ thể của hắn bây giờ, không còn sợ dược lực khi trùng kích nữa. Trước đó, lúc đột phá tầng thứ 3, Tần Tang đã cùng một lúc ăn vào thanh vu căn cùng bá huyết quả, cưỡng ép phá cảnh. Sau khi trùng kích được bình cảnh thì dược lực vẫn còn sót lại, bởi vì cơ thể hắn còn chưa mạnh được như bây giờ. Cưỡng ép luyện hóa sẽ có nguy cơ sụp đổ, phần lớn là không thể thừa nhận được, nên đành phải mở thiên yêu biến, chuyển hết lên trên cánh phượng. Cho dù như vậy, dược lực còn thừa bị hắn luyện hóa hết cũng mang đến ích lợi không nhỏ, nếu không thì sẽ không thể đột phá nhanh như vậy được. Bây giờ sử dụng bá huyết quả, cho dù đột phá thất bại, cũng có thể làm cho cơ thể hắn được nâng cao thêm một khoảng. Không bao lâu sau, trạng thái của Tần Tang đã được điều chỉnh tới đỉnh phong. Hai mắt hắn nhắm nghiền, miệng há to, trực tiếp nuốt một trái bá huyết quả vào trong bụng. Dược lực đang tan trong bụng, Tần Tang sớm đã có kinh nghiệm ứng phó, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, cưỡng ép qua đợt trùng kích thứ nhất, làm từng bước trải vuốt dược lực. Dược lực cuồng bạo, mãnh liệt như nước thủy triều, đang đấu đá bừa bãi trong cơ thể. Sắc mặt Tần Tang trắng bệch, phát ra tiếng kêu rên, nhưng cũng không hiện ra cánh phượng, mà cố nén thống khổ, chuẩn bị để cho xương thịt mình luyện hóa hết dược lực của viên linh quả này. Làn da sáng bóng lấp lánh, có thể thấy rõ huyết nhục sôi trào bên dưới. Tần Tang có ảo giác như thân thể đang bị xé rách, sâu trong xương tủy cũng truyền tới từng cơn ngứa ngáy cùng đau đớn, người bình thường chắc chắn khó mà chịu đựng nổi. Mồ hôi hắn đổ đậm đặc như keo, tản ra một mùi vị rất kỳ quái. Hình như lại có tạp chất bị đào thải ra ngoài, chẳng qua là hiệu quả kém xa thời điểm phá cảnh. Một đợt lại một đợt thủy triều dược lực đều bị Tần Tang gượng chống đi qua. Hắn thở phào một hơi, phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi. Tay Tần Tang chậm rãi nắm thành quyền, nhục thân so trước đó thì rõ ràng là đã được nâng cao, nhưng khoảng cách với điểm đột phá thì vẫn còn một đoạn nữa. Dù sao thời gian hắn tu luyện môn công pháp này còn rất ngắn. Tần Tang quan sát bên trong thân thể, kiểm tra trạng thái của bản thân xong, tự lẩm bẩm, đại bộ phận dược lực còn tiềm phục trong cơ thể. Nhất định phải luyện hóa hết những dược lực này, mới có thể tiếp tục sử dụng bá huyết quả. Bá huyết quả không thể so với thanh vu căn, nếu dùng cả hai viên linh quả này cùng một lúc, nhục thân có nguy cơ sụp đổ, lại phải dồn lên trên cánh phượng hóa giải. Việc này có chút lãng phí. Bây giờ mình không cần phải tiếp tục tăng cường cánh phượng, nâng cao độn thuật nữa, mà nhục thân vốn sẽ phải nâng cao từng bước một, nện vững chắc nền móng. Nếu toàn bộ đều dựa vào dược lực, khẳng định sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Nghĩ đến đây, Tần Tang áp chế suy nghĩ, vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực còn thừa. Mấy tháng sau, một bóng người bay ra khỏi động phủ, lóe lên mấy lần đã biến mất trong yêu hải bao la xanh thẳm. Tần Tang cõng thiên thi quan, phi độn về hướng đại hoang đảo. Lúc này hóa thân đã bị phong ấn bên trong thiên thi quan. Sau khi luyện hóa huyết châu, tu vi đã đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong. Tai họa ngầm của bí pháp tốc thành lúc này cũng đã hoàn toàn lộ rõ. Tu vi giữa Tần Tang cùng hóa thân chênh lệch quá xa, chỉ dựa vào lực lượng của kiếm hồn còn sót lại trong Phật Ngọc cùng bí thuật chủng nguyên ma thai, đã không có cách nào áp đảo được ma hồn của hóa thân nữa. Nếu không thể hóa giải được sự khát máu, thích giết chóc của ma ý, hóa thân sẽ là trở thành một ma đầu thật sự. Một khi thả hắn ra, đứng mũi chịu sào chính là Tần Tang. Chỉ khi Tần Tang mở thiên yêu biến mới có thể miễn cưỡng áp chế phản phệ, điều động hóa thân ứng phó với kẻ địch. Lúc bình thường, chỉ có thể phong ấn hóa thân trong thiên thi quan, để hắn ngủ say. Sau mười mấy ngày, Tần Tang thu độn quang lại, đáp xuống đại hoang đảo, ngồi truyền tống trận trở về nội hải.
hắn cùng Châu Lão đã ước định trước khi Thất Sát Điện mở sẽ gặp nhau một lần ở Thiên Hưng Đảo. Không biết Châu Lão có kiên trì chờ hắn đến tận bây giờ hay không? Sau khi trở lại Thiên Hưng Thành, Tần Tang đi thẳng đến cửa hiệu của Quỳnh Vũ Thương Hội. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1413, lần thứ hai vào Thất Sát Điện. Thanh Phong đạo trưởng, rốt cuộc ngài cũng đến rồi. Đạo trưởng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, vừa đi một chuyến là không nhận được tin tức gì suốt mấy năm. Châu Mỗ còn tưởng rằng Châu Lão bước nhanh vào cửa hiệu, tầm mắt quét qua, nhìn thấy Tần Tang thì giống như thở hắt được ra một hơi dài nhẹ nhõm. Châu Lão cho rằng bần đạo đã ngã xuống rồi hay sao? Tần Tang nhếch môi, mang theo ý cười hỏi lại. Tiếp theo lại nghiêm sắc mặt nói, bần đạo là vì chuẩn bị cho việc tiến vào Thất Sát Điện nên chậm trễ mấy ngày, may mà không bỏ lỡ thời gian. Châu Lão đã xác định sẽ cùng hành động với đạo hữu Đông Cực Minh sao? Châu Lão gật gật đầu, không sai, ta hành động hơi trễ. Bên ngoài, Ngọc Phủ đã sớm bị chia cắt không còn, cho dù có ngẫu nhiên xuất hiện thì cũng bị xào giá lên đến trên trời. Ta cũng muốn đạo trưởng giống như lần trước, làm một việc giúp Thương Minh. Lần này, trong số đạo hữu cùng đồng hành, có hai vị từng có chút giao tình với Châu Mỗ, thỉnh thoảng có thể phối hợp chăm sóc lẫn nhau. Nghe Châu Lão nói như vậy, Tần Tang gật đầu không hỏi thêm gì nữa, cũng không muốn bị kéo vào sóng gió giữa Thương Minh. Giọng điệu Châu Lão có chút ngập ngừng, tiếp tục nói, mấy năm nay Châu Mỗ bôn ba dò hỏi khắp nơi, cuối cùng xác định được ba khu vực nhất định phải đi. Hai nơi đầu, Châu Mỗ tự nhận là có mấy phần chắc chắn. Chỉ có bí địa cuối cùng, nghe nói nơi đó có dấu cấm chế từ thời thượng cổ, nguy cơ tứ phía, cần phải có trợ thủ. Ta đã thuyết phục được hai vị đạo hữu, đến lúc đó sẽ giúp ta một tay. Đạo trưởng, nếu ngài có thể sớm có được bảo vật trong lòng, đừng ngại đến tầm bảo cùng chúng ta. Sau khi đi vào, ngoại trừ gốc linh dược mà Châu Mỗ cần, những bảo vật khác mọi người sẽ chia đều. Nói xong, Châu Lão lấy ra bản đồ, chỉ cho Tần Tang nhìn. Trên bản đồ được ghi chú cực kỳ tỉ mỉ, có vài bí địa ngay cả Tần Tang cũng chưa từng nghe qua, có thể thấy được Châu Lão đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho chuyến đi này. Thọ nguyên đã sắp đến hạn, đây là ván cược cuối cùng của ông ta. Hoa Tiên Hồ, Tần Tang nhìn vào chỗ Châu Lão chỉ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà lại là cửa vào Hoa Tiên Hồ, đúng là chỗ mà hắn cùng Liễu Phu Nhân đã mai phục, giết chết Thôi Cát. Châu Lão nghe ra ngữ khí của Tần Tang có điểm khác thường, đạo trưởng đã từng đi qua nơi này. Tầm mắt ẩn sau đấu bồng của Tần Tang quét qua Châu Lão, sau đó lắc đầu nói, ta chỉ đi ngang qua chỗ này, không dám vào đi. Châu Lão, không phải là ngươi định đi vào Hoa Tiên Hồ chứ? Đây chính là một trong ba vùng đất độc nhất Thất Sát Điện, đạo trưởng yên tâm. Châu Lão cười ha ha, cắt ngang lời Tần Tang, chúng ta chỉ hoạt động ở vùng ngoài cùng của Hoa Tiên Hồ, độc tố ở chỗ đó không mãnh liệt như ở sâu trong Hoa Tiên Hồ. Với tu vi của chúng ta, có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Hơn nữa, ta cũng đã chuẩn bị một ít linh đan giải độc, đủ để chống đỡ đến lúc chúng ta rời đi. Xin đạo trưởng cầm lấy khối lệnh bài này, đến lối vào thì bóp nát nó, ta sẽ có thể cảm ứng được. Nếu Châu Lão đã suy xét chu toàn, bần đạo có thể thuận lợi giải quyết phiền phức của bản thân, sẽ cân nhắc việc đến góp vui. Tần Tang tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cũng có tính toán, cho dù không có lời mời của Châu Lão, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn đi đến Hoa Tiên Hồ một chuyến, thử xem có thể nhờ vào năng lực của Tầm Mập lấy được thứ gì tốt hay không. Có thể giúp được Châu Lão, Tần Tang vẫn rất tình nguyện. Tần Tang cùng Châu Lão có chút quen thuộc, biết rõ phẩm tính của người này. Nếu thật sự có thể giúp hắn kết anh, bản thân cũng sẽ có thêm một minh hữu mạnh mẽ. Đương nhiên, Tần Tang biết rất, kết anh không dễ dàng như vậy. Châu Lão bàn bạc với Tần Tang xong thì mời Tần Tang đi cùng, nhưng lại bị hắn từ chối. Bần đạo độc lai độc vãng đã quen. Hơn nữa trí óc khi đi vào Thất Sát Điện, bần đạo vẫn còn có một số việc cần xử lý, sẽ không làm phiền Châu Lão cùng chư vị đạo hữu.
Tần Tang mỉm cười nói, Đông Cực Minh cùng Tây U Minh chắc chắn là có gì đó mờ ám ở Thất Sát Điện. Tần Tang vẫn luôn cố gắng phòng ngừa tiếp xúc với những người này. Châu Lão than nhẹ, trong giọng nói có chút khó hiểu, nếu đạo trưởng đã không có ý, Châu Mỗ cũng không miễn cưỡng. Lần này từ biệt, ngày sau không biết bao giờ mới được gặp lại, đạo trưởng bảo trọng. Châu Lão bảo trọng, Tần Tang nghiêm nghị, chắp tay đưa tiễn. Từ biệt cùng Châu Lão xong, Tần Tang liên tục tới các cửa hiệu và phòng đấu giá, hao tốn một món linh thạch lớn, mua đủ loại bảo vật công cụ. 3 ngày sau lại một thân một mình rời khỏi Thiên Hưng đảo, phi thân về hướng Đông Môn đảo. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1414, lướt đi vài chục trượng. Một lần nữa trở lại Đông Môn Đảo, trong lòng Tần Tang gợi lên ký ức về lần đầu tiên tiến vào Thất Sát Điện. Thất Sát Điện biến hóa thất thường. Lần đầu, lúc đi vào là chỗ an toàn, lần sau nói không chừng đã bị một đám hung thú chiếm giữ, hoặc bên trong đã tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, cấm chế cổ vì lý do nào đó mà bị kích phát. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã vượt xa lúc trước, chỉ cần đủ thận trọng, kết quả hẳn là sẽ không kém hơn lần trước. Tạm thời thuê một động phủ, Tần Tang lấy ra 15 cán cờ, chậm rãi vuốt ve. Ở trong lòng Tần Tang, lần này tiến vào Thất Sát Điện, việc quan trọng không phải là tìm kiếm truyền tống trận cổ, mà là thu phục cửu U Ma Hỏa, luyện thành 18 ma phiên. Thân là một luyện khí sư, hắn cực kỳ rõ ràng giá trị của pháp bảo cực phẩm. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí là sau này có kết anh, cũng không thể có được cơ duyên sở hữu món pháp bảo cực phẩm thứ hai. 18 ma phiên trong tay, cho dù không tìm thấy đường trở về, ít nhất thực lực cũng không kém, có năng lực tìm kiếm nhiều cơ duyên hơn nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Tang sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn nhớ tới Phi Thiên Dạ Xoa vẫn còn ở trong quỷ địa, bây giờ không biết thế nào. Bị cô hồn giã quỷ trong quỷ địa cướp mất bộ luyện thi mạnh nhất là điều Tần Tang không ngờ tới. Sau khi ra ngoài, mỗi lần nhớ lại vẫn còn mấy phần buồn bực. Thực lực của quỷ vật kia hẳn là không quá mạnh, nếu không đã không cần lén lén lút lút như vậy, trực tiếp tập kích bản thể của hắn là được. Nhưng hình như đối phương còn có linh trí, biết là phải che giấu ấn ký thần hồn mà hắn lưu trong cơ thể luyện thi, không thể xem thường được. Quỷ địa đã bị cửu U Ma Hỏa phong ấn không biết bao nhiêu năm, những quỷ vật như vậy vẫn có thể tồn tại được, cũng có chút ý vị sâu xa, có lẽ là đã phát sinh một loại dị biến nào đó. Đúng là thọ mệnh của quỷ tu sẽ lâu dài hơn tu sĩ bình thường một chút, nhưng cũng không thể nghịch thiên như vậy được. Xem ra, bên trong quỷ địa hẳn là còn ẩn giấu những bí mật mà hắn chưa phát hiện ra. Khi đó Thiên Mục Điệp chưa đột phá đệ tam biến, chưa mở thiên nhãn, nếu không hắn cũng không bị đùa giỡn đến mức chạy vòng vòng. Thiên Mục Điệp thăng cấp lên đệ tam biến trung kỳ, thiên phú thần thông lại tinh tiến thêm một tầng, lần này chính là thời điểm để báo thù. Chỉ cần quỷ kia vật dám hiện thân, ở dưới thiên nhãn chắc chắn sẽ không có chỗ che thân. Thu hồi luyện thi chỉ là thứ yếu, dù sao cũng chỉ là luyện thi có tu vi kết đan sơ kỳ, đối với hắn cũng không phải là sự trợ giúp to lớn gì. Lúc luyện chế ma phiên, thu lấy cửu U Ma Hỏa là thời điểm tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hắn muốn rút từng chút sức mạnh của cửu U Ma Hỏa ra, phong ấn vào trong ma phiên, một sự cố ngoài ý muốn dù rất nhỏ, cũng có thể dẫn đến ma hỏa bạo động, cắn ngược lại bản thân hắn. Tần Tang suy nghĩ trong chốc lát, thu hồi cán cờ, trầm tâm nhập định, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Trong nháy mắt, Tần Tang đã ở Đông Môn Đảo được 1 tháng. Đoạn thời gian này, tu sĩ hội tụ đến đây càng ngày càng nhiều, nhưng tin tức Thất Sát Điện mở thì vẫn trì trệ chưa thấy, mọi người đều có chút nôn nóng bất an. Cho đến khi nửa tháng nữa lại trôi qua, Tần Tang đang tĩnh tu trong động phủ thì bị một luồng khí tức ngang tàng mạnh mẽ làm cho bừng tỉnh. Chờ, lại trốn cũ, trong lòng hắn biết thời cơ đã đến, lập tức ngừng việc tu luyện công pháp, khẩn cấp thu hồi tất cả vật phẩm, cõng hòm đá chó chứa hóa thân lên lưng. Vừa bay ra khỏi động phủ,
Tần Tang đã nghe được âm thanh từ trên không truyền đến. Giờ tí đêm nay Thất Sát Điện mở cửa, chư vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng đi. Ánh mắt Tần Tang sáng lên, hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi Đông Môn Đảo, lượn quanh một vòng lớn, sau đó tự mình bay về phía Cuồng Phong Gió Bão. Ở trên đường, hắn độn quang không hiện thân, cực kỳ khiêm tốn. Còn lâu mới đến giờ tí, thời gian vẫn còn dư. Không lâu sau đó, Tần Tang lại một lần nữa chạm tới vách chắn Cuồng Phong Gió Bão. Gặp lại cảnh tượng trong gió lốc vẫn chấn động lòng người như trước. Rất khó tưởng tượng tại sao tu tiên giới lại biến thành bộ dạng này. Những vị đại năng kia đã dùng thủ đoạn gì để lưu lại vách chắn, ngăn cách Cuồng Phong Gió Bão, che chở hậu bối lâu như vậy. Tần Tang đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh xong, mi tâm lấp lóe, lấy Ô Mộc Kiếm, Ô Mộc Kiếm ra. Kiếm quang bao phủ toàn thân, hắn không chút do dự xuyên qua vách chắn. Vừa độn vào Cuồng Phong Gió Bão, đã thấy một cơn lốc màu xám nhào tới trước mặt, thần sắc Tần Tang hơi thay đổi, ánh kiếm lóe lên như tia chớp, trong nháy mắt đã lướt đi vài chục trượng. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1415, Phương Lão Ma. Cơn lốc sượt qua vai hắn, giống như dẫn đến một cơn sóng lớn che kín bầu trời, không có cách nào tránh được. Tần Tang vừa nghĩ tới, kiếm mang chợt bùng nổ mãnh liệt, đỡ lấy sóng xung kích đáng sợ, xuyên thủng sóng lớn mà đi. Thực lực của hắn đã vượt xa quá khứ, một thân một mình cũng dám đi xuyên qua vòng ngoài Cuồng Phong Gió Bão. Nhưng đối mặt với bản thể của cơn lốc, vẫn cảm nhận được nỗi sợ, hắn không hề nghi ngờ uy lực của cơn lốc, nếu bị nó quét đi, cho dù có thể miễn cưỡng thoát thân, cũng không biết là sẽ bị cuốn đến nơi nào. Lạc mất phương hướng trong chỗ sâu nhất của Cuồng Phong Gió, gần như là không có khả năng tìm được đường về, kết quả có thể tưởng tượng được. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tang thả chậm tốc độ, ngự kiếm mà đi. Rời khỏi kẽ hở của cơn lốc, lần theo sự dẫn dắt của Ngọc Phù, bay về hướng Thất Sát Điện. Trên đường có vẻ thuận lợi, mắt thấy đã sắp đi được một nửa lộ trình, mi tâm Tần Tang đột nhiên cau lại, cuối cùng thì ngừng độn quang. Ầm ầm, cuồng phong cuốn theo sóng lớn kinh thiên động địa, nhấn chìm tất cả tạp âm. Tần Tang lơ lửng giữa không trung, thúc giục kiếm khí hộ thể ngăn cản sóng gió, quay đầu nhìn về phía bên trái. Ở cuối tầm mắt của hắn, lại thấy có hai bóng người cũng ngừng lại ở chỗ đó. Vì sóng gió ngăn cản nên không nhìn được rõ lắm, như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, Tần Tang cũng cảm nhận được ánh mắt đối phó, hình như kẻ đến không có ý tốt. Hạng Nghĩa đã từng nói, có kẻ xấu sẽ trốn ở trong Cuồng Phong Gió Bão, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng có nhẽ lại để mình đụng chúng rồi à? Hai mắt Tần Tang hơi nheo lại, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hai bên giằng co một lúc, Tần Tang thấy đối phương không có động tác gì thì điểm Ô Mộc Kiếm, phá không mà đi. Đến tận lúc Tần Tang rời đi rồi, hai bóng người mới trước sau lướt tới, chạy xa rồi. Tầm mắt một người trong đó quét qua, phát hiện đã mất dấu Tần Tang, không khỏi đấm ngực dậm chân, oán giận nói, đại ca, vất vả lắm mới gặp được một tên lạc đàn, sao ngươi lại không cho ta ra tay chứ? Một người khác đeo mặt quỷ mặt nạ, nhìn chăm chú nhìn theo phương hướng Tần Tang biến mất, trầm giọng nói, dám đi một mình trong cuồng phong, có ai là loại là dễ trêu chọc. Người này độn quang không hề có chút rối loạn, tuyệt không phải hạng bình thường. Ta cảm nhận được từ trên người hắn một loại khí tức rất nguy hiểm. Ta hoài nghi, nếu thật ra tay với hắn, có thể chúng ta sẽ phải hối hận. Thật sự mạnh vậy à? Một người khác nghe vậy thì kinh hãi. Thôi, nghe lời đại ca, tha hắn một lần. Chỗ này phong thủy không tốt lắm, chúng ta đổi sang chỗ khác đi, lúc này nhất định phải kiếm được một món. Tần Tang nhanh chóng quăng mấy việc nhỏ này ra sau đầu, khoảng cách với Thất Sát Điện càng ngày càng gần. Lần này, hắn đến sớm hơn một chút. Nghe nói, bởi vì tiên trận vẫn luôn biến hóa, lần này cách thức phá trận vu tộc có khác biệt lớn so với lần trước. Nói không chừng, những người đứng ngoài cũng có thể có cơ hội quan sát. Sóng gió càng lúc càng lớn, trong lòng Tần Tang biết là đã sắp đến Thất Sát Điện rồi. Quả nhiên, bay đi chưa được bao xa,
Hai mắt Tần Tang tỏa sáng, hố biển cực lớn cùng tường gió đã xuất hiện trước mặt hắn, vẫn khiến người ta phải chấn động như cũ. Tần Tang đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lại bất ngờ phát hiện xung quanh chỉ có hai bóng người, nhưng không thấy đại vu cùng các tu sĩ Nguyên Anh. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Tang lui ra phía sau vài bước, tiếp đó thì lượn vòng qua tường gió, bay đi theo một phương hướng khác. Mắt thấy đã sắp vòng tới một mặt khác của hố biển, thân thể Tần Tang bỗng dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía trước lại có hơn 10 gã tu sĩ, ở rất gần, đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Khó trách ở những chỗ khác lại ít người như vậy, thì ta đều đi tới nơi này. Tần Tang nghĩ nghĩ, thu hồi ô mộc kiếm, tùy tiện lấy ra một thanh phi kiếm, dựa vào kiếm thuật hộ thể. Kẻ thù của hắn quá nhiều, đều là những thế lực lớn, Tần Tang không muốn để cho người khác liên tưởng đến thân phận của mình. Lúc trước đi gặp Châu Lão Lúc, hắn cũng đặt thiên thi quan cùng hóa thân ở chỗ khác. Vèo, Tần Tang phá vỡ sóng gió bay đến phía trước, đứng cách mọi người không xa. Những người khác liếc mắt quan sát Tần Tang rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này, Tần Tang cũng nhìn thấy tình cảnh. Ở chỗ đó, tường gió phía trước, không biết vì lý do gì lại yên lặng một cách lạ thường. Cơn lốc hình như đã bị lực lượng nào đó cản trở, không cách nào xâm nhập vào chỗ này, mỗi lần đều vòng qua bên cạnh. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1416, Vẻ Nghiêm Túc. Trong cuồng phong, những chỗ như thế này gần như không tồn tại. Lúc này đã có một vài tu sĩ huyền phù ở chỗ đó, chia làm hai phe rất rõ ràng, mỗi bên đều có mười mấy người, Nguyên Anh Vu tộc cùng nhân tộc. Đồng tử Tần Tang co rụt lại, ngạc nhiên phát hiện những bóng người kia, mỗi một vị đều có khí thế mạnh đến mức làm cho người ta phải kinh hãi, không có ngoại lệ, tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ đã tới từ lâu rồi, sóng gió nơi đó không thể yên ả như vậy được, là sức mạnh linh trận à? Trong lòng Tần Tang tự nhủ, tầm mắt lướt qua người những tu sĩ Nguyên Anh này, nhìn chằm chằm vào mặt biển phía dưới. Đối mặt cơn lốc màu xám, mạnh như Nguyên Anh cũng không dám khinh thường, chỉ có linh trận cực mạnh mới có thể làm được. Quả nhiên, thần sắc Tần Tang hơi dao động, phát hiện dưới mặt biển có vô số điểm sáng màu trắng đang bay lên. Những điểm sáng này hẳn là lực lượng của linh trận hiển hóa thành. Người quản lý linh trận hẳn là đại vu trúc của vu tộc, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tần Tang vốn đã hướng về đại vu trúc của vu tộc từ lâu rồi, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía những tu sĩ Nguyên Anh vu tộc, dễ dàng tìm được một phụ nhân tóc trắng được đám người vây quanh. Phụ nhân khoác trên người một bộ trường bào lộng lẫy. Hoa văn trên trường bào có mấy phần giống với thần văn. Khuôn mặt nàng nửa bên đeo mặt nạ mỏng như cánh ve, cũng vẽ đầy những hoa văn thần bí. Đôi môi đầy đặn đỏ tươi, hai mắt cực kỳ có thần thái, giống như có thể câu hồn phách người khác, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Phụ nhân này chính là đại vu trúc của vu tộc. Mái tóc bạc trắng, da thịt lại như thiếu nữ, nhìn không ra tuổi tác, nhưng chắc chắn là lão quái vật. Tần Tang không dám nhìn chằm chằm vào đại vu trúc, tầm mắt hơi di chuyển, lại nhìn về phía trận doanh của nhân tộc. Dám rằng co với đại vu trúc, thực lực của nhân tộc hẳn là sẽ không thua kém quá nhiều, lần trước là ma chủ đích thân đến. Trong lòng Tần Tang hơi dục dịch, liếc mắt liền nhìn thấy một lão đạo sĩ trong tay cầm phất trần, hai mắt hơi khép, khí chất xuất trần, dường như đang thờ ơ với tất cả mọi việc xung quanh. Lão đạo sĩ mặc một bộ đạo bào màu xanh lơ, bên trên có thêu hai chữ thiên đạo theo lối chữ triện rất cổ xưa. Vị này chẳng lẽ lại là tông chủ của Thiên Đạo Tông, Linh Châu Tử? Khí thế không hề thua kém đại vu trúc một chút nào, quả nhiên danh bất hư truyền. Thời gian Tần Tang ở Thương Lãng Hải cũng không ngắn, đối với các thế lực lớn của nhân tộc cũng hiểu khá rõ. Linh Châu Tử chính là một vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác của nhân tộc, là người đứng đầu chính đạo, nổi danh cùng với ma chủ. Những tu sĩ Nguyên Anh của các tộc khác đều vây quanh Linh Châu Tử, nhưng tận lực tránh ra một khoảng cách, đối với Linh Châu Tử đều là dáng vẻ tôn kính mà không thể gần gũi. Những người kia hẳn là Nguyên Anh ma đạo,
xem ra lần này ma chủ không đến, hai vị đại tu sĩ thay phiên hầu hạ Vu tộc à. Tần Tang thấy vậy, cũng đoán ra được mấy phần nội tình. Lúc này, đại năng nguyên anh của hai tộc đều tập trung ở đây, nhưng lại không nói một lời, cũng không thấy bọn họ có động tác gì, hình như đang chờ đợi thời cơ nào đó. Đám người Tần Tang tất nhiên cũng không dám thúc giục gì cả, đành thành thật canh giữ ở bên ngoài. Trong gió lốc không có cách nào nhìn thấy được ánh mặt trời, Tần Tang tính nhầm thời gian, đoán chừng đã là giờ tuất. Lại hơn một canh giờ trôi qua, Đại Vu Trúc muốn lấy trận phá trận. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ kéo tới đây càng lúc càng nhiều. Tần Tang vẫn đang bí mật quan sát, nhưng không thấy bóng dáng đám người Châu lão, không biết có phải là đã che giấu tung tích hay không. Không phải tất cả nguyên anh hai tộc đều đang giả vờ chợp mắt, cũng có người thỉnh thoảng nhìn về phía những tu sĩ kim đan ở phía ngoài. Thế nào, Mưu lão ma ngươi đang tìm người nào à? Vài vị nguyên anh ma đạo đứng chung một chỗ, không có ma chủ làm chỗ dựa, đối diện với hai vị đại tu sĩ, bọn họ đều rất biết điều. Trong số đó, một lão giả mặc huyết bào đột nhiên mở to hai mắt, liếc nhìn về phía ma tu mặc áo bào đen ở bên cạnh, phát hiện hành động của người này hình như có chút khác thường. Mưu lão ma cười hắc hắc, tránh né không đáp, huyết lão quỷ người vẫn thích xen vào chuyện bao đồng như trước nhỉ. Lần này ma chủ đại nhân không có ở đây, ngươi cẩn thận chút đi, đừng tự đưa mũi trâu cho người ta dắt. Lão giả mặc huyết bào chẳng hề để ý, Vu tộc là đại địch chung của nhân tộc chúng ta, Linh Châu tử đạo hữu sao có thể không biết đại cục như vậy chứ? Tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt lão giả mặc huyết bào lại lóe lên vẻ nghiêm túc. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1417, Linh Thiền Động. Mưu lão ma há to miệng, còn đang muốn nói thêm điều gì đó. Linh Châu tử đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về hướng không gian bên ngoài, trong mắt lấp lóe thần quang. Chúng nguyên anh giật mình, nhìn theo ánh mắt Linh Châu tử, lại chỉ thấy một mảnh cuồng phong hỗn độn. Đang lúc mọi người nghi hoặc, đột nhiên lại nghe thấy một chuỗi tiếng ve kêu bén nhọn, âm thanh gấp gáp dị thường. Lúc đầu cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở trong tiếng sóng gió kinh thiên động địa, lại có thể truyền vào trong tai mỗi người rất rõ ràng. Khô Diệp Thiền, là Phương lão ma, là lão. Sao lão quái vật này lại tới đây? Nghe được tiếng ve kêu, sắc mặt những tu sĩ nguyên anh nhân tộc đều dồn dập biến đổi. Ngay cả nét mặt Linh Châu tử cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ngược lại, trên mặt tu sĩ Vu tộc đều có thêm mấy phần vui mừng, hình như người tới là một vị chi viện rất mạnh. Tiếng ve kêu càng lúc càng vang, giống như có thể át cả tiếng sóng gió. Từng đợt tiến vào trong lỗ tai, giống như có thể đánh sâu vào tâm thần, làm cho người cảm thấy rất bực bội. Một lát sau, một cơn gió lớn đột nhiên phá vỡ sóng gió, tiếng ve kêu bén nhọn tới cực điểm, thần sắc các tu sĩ kim đan đều có chút dị dạng. Hô, cuồng phong xông vào không gian yên tĩnh, rồi đột nhiên tản đi, để lộ ra bản thể. Có người hét lên vì kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Người đến không phải là tu tiên giả, mà là một con linh thiền cỡ nắm tay. Con linh thiền này có hai cánh giống như lá khô, tu sĩ biết rõ linh trùng đạo, liếc mắt đã có thể nhận ra đây là một loại kỳ trùng hiếm thấy trong truyền thuyết, Khô Diệp Thiền. Khô Diệp Thiền xuất hiện, hai cái đồng tử lóng lánh ánh sáng trí tuệ, giống như bên trong có linh hồn nhân loại đang ẩn nấp, cực kỳ quỷ dị. Đại Vu Trúc lách mình đón lấy Khô Diệp Thiền, ngữ khí mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, Phương đạo hữu, không ngờ là ngươi cũng tới. Phương mỗ là vì bản thân mà tới, không phải là ứng với yêu cầu của ngươi. Thân là một con Khô Diệp Thiền, lại được xưng là Phương lão ma, lạnh lùng truyền âm lại một câu. Đại Vu Trúc cũng không coi thái độ Phương lão ma là ngang ngược, nói, Phương đạo hữu ở đây, đối bọn họ chính là một sự uy hiếp, thiếp thân làm việc sẽ có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Còn Phương đạo hữu định tiến vào Thất Sát Điện làm chuyện gì, thiếp thân sẽ không can thiệp quá nhiều. Chỉ hy vọng đoạn thời gian này, Phương đạo hữu có thể phối hợp với thiếp thân diễn hết tuồng vui này ở trước mặt Linh Châu tử. Phương lão ma trầm mặc một lát, không nói thêm gì nữa, dường như là ngầm cho phép. Đại
Vu Trúc thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Phương đạo hữu đến vừa đúng lúc, thiếp thân một mình thao túng thiên kiếm trận này cũng có phần khó nhọc, có Phương đạo hữu hỗ trợ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều." Nói xong, Đại Vu Trúc hơi dừng lại, còn muốn cố gắng thử thêm một lần cuối. "Phương đạo hữu thật sự không suy xét việc hợp tác với thiếp thân một lần sao? Nếu có thể tìm được truyền thừa của cổ Vu, đối Vu tộc chúng ta chính là lợi ngay trước mắt, Công Lưu Thiên Thu, ngươi và ta cùng có được lợi ích từ đó, thấy được một chút cơ duyên hóa thần. Nói không chừng, đạo hữu cũng sẽ có hy vọng trở lại thân xác con người. Dù sao, công pháp của nhân tộc cũng có chỗ không hạn chế, không phù hợp với Vu tộc chúng ta, tu sĩ cảnh giới càng cao, cảm giác này càng hiện rõ. Không thì, Vu tộc chúng ta làm sao lại đến mức một vị tu sĩ hóa thần cũng không có chứ? Chắc hẳn vào thời điểm kết anh, Phương đạo đã hiểu rõ việc này." Không đợi Đại Vu Trúc nói xong, Phương lão ma đã lên tiếng cắt ngang: "Phương mỗ tu vi thấp kém, chỉ lo được cho chính mình, không trách trời thương dân, trong lòng mang phúc phận muôn đời như Đại Vu Trúc. Những thứ ngươi vừa nói còn chưa đủ để thuyết phục Phương mỗ đâu. Thánh địa nhân tộc sẽ ẩn giấu truyền thừa của cổ Vu, quả là hoang đường. Không cần nói thêm mấy lời vô ích nữa, ta phối hợp với ngươi diễn một màn kịch, nhưng sau khi tiến vào thất sát điện, sẽ không chịu trói buộc của ngươi. Thiếp thân ứng phó với Linh Châu Tử đã sứt đầu mẻ trán, đâu còn có tinh lực trói buộc đạo hữu." Đại Vu Trúc khe khẽ thở dài: "Vậy liền đa tạ Phương đạo hữu." Thời gian hai người giao lưu rất ngắn, người ngoài không nghe được nội dung mà bọn họ nói, chỉ thấy Đại Vu Trúc đích thân đón tiếp, hòa hòa khí khí đưa Phương lão ma về trận doanh. Các nguyên anh Vu tộc khác đều sôi nổi hành lễ với Phương lão ma, chấp lễ cung kính quá mức. Thoạt nhìn giống như bọn họ đã thương lượng xong từ trước, điều này làm cho sắc mặt các tu sĩ nguyên anh bên phía nhân tộc đều có chút khó coi. Không ngờ là Phương đạo hữu cũng xuất quan từ Linh Thiền Động. Lão đạo càng thêm hiếu kỳ, thất sát điện này ngoại trừ việc mấy trăm năm mở nội điện một lần, sớm đã bị lịch đại cao nhân của nhân tộc ta tìm tòi từng tấc không biết bao nhiêu lần, còn có thể có đồ vật gì đáng để hai vị khiêm tốn hạ mình đích thân tra xét. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1418, nửa chính nửa tà, tâm ngoan thủ lạt. Linh Châu Tử nhìn chằm chằm vào Đại Vu Trúc cùng Phương lão ma, hai mắt nhắm lại, từ tốn nói. Phương lão ma trầm mặc ít nói. Đại Vu Trúc mở miệng, ngữ khí mang theo chút ý trào phúng: "Linh Châu Tử đạo hữu cũng giống ma chủ lần trước, theo sát bên cạnh lão thân, một tấc cũng không rời. Đến lúc đó chẳng phải là sẽ biết lão thân đang tìm thứ gì hay sao, hà tất phải hỏi thêm những câu này." Đúng là lão đạo chuẩn bị đi theo Đại Vu Trúc, mở mang kiến thức. Nói không chừng lúc Đại Vu Trúc gặp phải khó khăn, còn có thể ra tay giúp đỡ. Linh Châu Tử lại thản nhiên thừa nhận xong, chợt chuyển giọng, nói: "Nhưng lúc này lão đạo lo lắng nhất lại là tu sĩ Nguyên Anh tiến vào thất sát điện vượt qua mức quy định. Thiên kiếm trận không cách nào che giấu hết được khí tức của chúng ta. Thời điểm phá trận sẽ có thể dẫn đến việc tiên trận cảnh giác, sinh ra khó khăn trắc trở, liên lụy tới tất cả mọi người. Đây chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao?" Đại Vu Trúc cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về hướng một lão giả, Phong Trưởng lão. Lão giả ngầm hiểu, lấy ra một cái ngọc phù, đưa cho Phương lão ma: "Phương đạo hữu, đây là ngọc phù hộ thân. Bây giờ tại hạ liền đi ra ngoài cuồng phong gió bão, kính cẩn chờ đợi Đại Vu Trúc cùng Phương đạo hữu." Hình dạng ngọc phù tương tự với cái trong tay Tần Tang, nhưng phù văn bên trên lại phức tạp gấp mấy lần. Phương lão ma không chút khách khí nhận lấy ngọc phù. Lão giả quay người rời đi, chỉ loáng lên mấy cái đã biến mất trong gió lốc. Đại Vu Trúc nói với Linh Châu Tử: "Bây giờ đạo hữu không cần lo lắng nữa chứ?" Linh Châu Tử cũng không cắn chặt chẳng tha, không nói thêm gì nữa. Sau khi trầm ngâm một lát thì bất ngờ truyền âm cho nguyên anh nhân tộc, Phương lão ma bất ngờ xuất hiện: "Xem ra chúng ta phải điều chỉnh sách lược lại một chút." Chúng nguyên anh nghe xong lời nói của Linh Châu Tử, thần sắc mỗi người đều khác nhau.
Trong đó, sắc mặt mấy ma tu vô cùng âm trầm, giống như rất là bất mãn với sắp xếp của Linh Châu Tử. Đặc biệt, u ám nhất chính là Mưu Lão Ma. Làm xong những việc này, lúc sau các ngươi có thể tùy ý tầm bảo. Ai dám coi thường lời nói của Lão Đạo, dẫn đến đại sự có sai lầm, không cần Lão Đạo ra tay, ma chủ cũng không buông tha cho ngươi. Linh Châu Tử nhìn chằm chằm vào mấy vị ma tu, trong mắt lấp lóe hàn quang, hừ lạnh một tiếng. Chúng ma tu liếc nhau, thần sắc thay đổi mấy lần, sau cùng không nói thêm gì nữa. Đáy mắt Mưu Lão Ma âm ỉ chút cấp sắc, ánh mắt lấp lóe, yên lặng quan sát các nguyên anh khác, rồi nhanh chóng quét mắt sang phía chúng kim đan đứng ở bên ngoài, rồi cúi đầu lâm vào trầm tư. Tất nhiên đám người Tần Tang sẽ không biết giữa nhưng lão tổ nguyên anh lại có một lần gợn sóng như vậy. Sau khi Khô Diệp Thiền xuất hiện, những tu sĩ kim đan vẫn đang nghị luận ầm ĩ. Lão ta chính là vị tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở Vu tộc. Nghe đồn là kết anh thất bại, lại còn dung hợp với cổ trùng bản mệnh đệ tứ biến của mình à? Chính là lão, ta còn tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ là lại nhìn thấy chính chủ. Cho dù là tu sĩ nhân tộc thì cũng bị hành động Phương Lão Ma làm cho chấn động, sinh lòng bội phục, hỏi tu sĩ Vu tộc đứng bên cạnh, vị này hẳn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Tu sĩ Vu tộc gật đầu nói, ở Vu tộc chúng ta, nguyên thần cùng cổ trùng bản mệnh dung hợp, không chỉ một người có suy nghĩ này, nhưng có thể thật sự làm được, chỉ có một mình Phương Tiền Bối. Nghe nói sau khi Phương Tiền Bối thành công, có rất nhiều đạo hữu không có hy vọng kết anh cố gắng noi theo tiền bối mà thân vẫn đạo tiêu. Có người thậm chí còn hồn phi phách tán cùng cổ trùng bản mệnh, ngay cả cơ hội luân hồi cũng đánh mất. Thật là một kẻ tàn nhẫn. Tần Tang đi tới gần, nghe bọn họ thảo luận, có chút kinh ngạc lẩm bẩm, lại là hắn. Năm đó, Tần Tang vừa tới Thương Lãng Hải, rơi xuống Vu Thần Đại Lục thì đã nghe qua truyền thuyết của Phương Lão Ma. Hành động của người này có thể nói là kinh thế hãi tục, ngay cả ở Tây Cương xa xôi cũng lưu truyền truyền thuyết về hắn. Điều làm cho người ta chấn kinh hơn là hắn thật thành công, biến thành thân thể linh trùng, bây giờ còn sống thật tốt. Đại Vu Trúc đích thân nghênh đón, rõ ràng là cực kỳ coi trọng người này cực kỳ. Xem ra, người này không chỉ đột phá bình cảnh nguyên anh kỳ, tu vi còn không bị đình trệ, đã có địa vị ngang hàng với Đại Vu Trúc. Phương Tiền Bối cũng là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ à? Tần Tang chen vào nói hỏi một câu. Tu sĩ Vu tộc nhìn hắn một cái, nghe được Tần Tang cũng mở miệng gọi Tiền Bối, thì hơi dừng một chút nói. Tình huống của Phương Tiền Bối khá đặc thù, độc nhất vô nhị, không ai nói rõ được cảnh giới chân chính hắn. Nhưng uy danh của Phương Tiền Bối không thấp hơn Vu Trúc đại nhân, chắc hẳn thực lực sẽ không kém bao nhiêu, đúng không? Sau đó Tần Tang lại nghe được một ít sự tích của Phương Lão Ma. Chẳng qua chính chủ ở ngay phía trước, không ai dám nói lung tung, lướt qua liền thôi. Phương Lão Ma không chỉ có uy danh, còn có hung danh. Là một nhân vật nửa chính nửa tà, tâm ngoan thủ lạt. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1419, giao dịch. Phương Lão Ma xuất hiện, tạo nên một gợn sóng nhưng rất nhanh đã bình phục. Chúng tu sĩ lặng lặng chờ đợi, hơn nửa giờ tí. Thần sắc Đại Vu Trúc hơi thay đổi, môi son khẽ mở, Linh Châu Tử đạo hữu, canh giờ đã đến, vậy thiếp thân sẽ dẫn động thiên kiếm trận. Linh Châu Tử bấm ngón tay tính toán, trầm giọng nói. Đây vừa đúng là thời khắc tiên trận suy yếu nhất, chúng ta sẽ toàn lực giúp Đại Vu Trúc phá trận, bắt đầu đi. Dứt lời, Linh Châu Tử vung phất trần, các tu sĩ nguyên anh khác dồn dập tản ra, đứng ở biên giới đại trận, thúc giục chân nguyên, rót vào trong linh trận. Tu sĩ Kim Đan thấy được bạo động, rối rít lui lại, sợ bị dư âm của linh trận ảnh hưởng đến mình, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội quan sát này, không lui ra ngoài quá xa. Rất nhanh, nguyên anh hai tộc phân tán ra mà đứng. Trung tâm đại trận, Linh Châu Tử cùng Phương Lão Ma một trái một phải, ở hai bên Đại Vu Trúc. Đại Vu Trúc hít sâu một hơi, tay ngọc nhẹ giơ lên, mặt nước phía dưới mặt nước xuất hiện một gợn sóng nhỏ.
những điểm sáng màu trắng bạc từ từ nổi lên mặt biển, đồng thời cũng dần dần kéo giãn, biến thành một thanh linh kiếm hẹp dài. Ngay sau đó, cánh tay còn lại của Đại Vu Trúc đánh ra một túi giới tử. Miệng túi hướng xuống phía dưới, quang mang lóe lên, từng viên linh thạch như nước chảy, rơi vào mặt biển. Tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Nhiều linh thạch như vậy, đè ép toàn bộ tu sĩ kết đan kỳ bên ngoài. Giờ mới hiểu được, tại sao một miếng ngọc phù lại bán đắt như vậy. Đây vẫn chỉ là linh thạch, bố trí linh trận hao phí linh tài, còn không biết là con số trên trời như thế nào nữa. Sợ là chỉ có thế lực hàng đầu mới gồng gánh nổi. Vị trí mà linh thạch rơi xuống, vừa vặn là bên trên những điểm sáng trong biển. Sau khi linh thạch chạm vào nước thì lập tức bị điểm sáng cắn nuốt, im lặng tan rã. Mà những điểm sáng kia đang từng chút một lớn mạnh, giống như thứ. Đại Vu Trúc dẫn động, chậm chậm nổi lên, cuối cùng biến thành từng thanh tế kiếm. Tu sĩ Nguyên Anh xung quanh cùng di chuyển. Bọn họ chia nhau dẫn động quang kiếm quanh người mình, hóa quang kiếm thành dòng nước, cùng nhau tuôn về phía trung tâm đại trận. Tốc độ và thanh thế cũng cực kỳ kinh người. Rõ ràng, làm được đến bước này cũng không phải là việc dễ dàng. Chúng Nguyên Anh không khỏi lộ ra biểu tình chầy chật, có người thậm chí còn thôi động pháp bảo tương trợ. Ánh mắt Đại Vu Trúc ngưng lại, nhìn về hướng Linh Châu Tử cùng Phương Lão Ma. Chỉ thấy một người một ve, chia nhau đánh ra một tia thanh quang cùng hoàng quang, liên kết với luồng quang kiếm kia, giống như đang dùng lực nâng nó lên cao. Cùng lúc đó, từng luồng quang lưu cũng bay vụt tới, một đầu đụng vào bên trong quang kiếm. Không có gì chắc trở, quang kiếm giống như cái động không đáy, cắn nuốt tất cả. Chỉ trong nháy mắt, thiên kiếm đã hòa làm một thể, tụ tập toàn bộ sức mạnh của đại trận, lực lượng kinh người đều tập trung vào một chỗ. Đám người Tần Tang đứng ở ngoài rìa nhất, chỉ có mới cảm thụ được một chút mà da đầu đã tê dại, lòng sinh sợ hãi. Vẻ mặt Linh Châu Tử rất nghiêm túc, phất trần liên kết với quang kiếm, cánh tay hơi rung động. Phương Lão Ma thì mở hai cánh, liên tục chấn động, âm thanh ve kêu so trước đó còn sắc nhọn hơn nhiều, làm người nghe tâm phiền ý loạn. Tốn nhiều sức lực nhất chính là Đại Vu Trúc chủ trì thiên kiếm trận. Ánh mắt nàng như nước, đôi môi đỏ mím thật chặt, thủ ấn liên tục biến đổi, vô số ấn quyết liền mạch đánh vào quang kiếm. Nguyên nhân chính là như vậy, quang kiếm dung hợp thiên kiếm vẫn không có sụp đổ, mà lại càng thêm ngưng thực. Sau cùng, một thanh linh kiếm màu trắng ngọc xuất hiện ở khoảng không phía trên mọi người. Linh kiếm dài chừng 3 thước, toàn thân óng ánh như ngọc, thân kiếm phù đầy phù văn, giống như một thanh tiên kiếm. Đi! Đại Vu Trúc đột nhiên nâng bàn tay ngọc lên chỉ tiên trận, linh kiếm khẽ rung lên, lóe một cái liền chui vào. Bên trong tường gió màu xám, sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, một gợn sóng vô hình cực kỳ kinh khủng đột nhiên bộc phát từ bên trong tường gió. Tâm thần chúng tu sĩ giống như bị đập cho một chùy, độn quang vì vậy lắc một cái. Sau một khắc, tình cảnh quen thuộc xuất hiện, tường gió màu xám bắt đầu vỡ vụn từ bên trong. Vô số vết nứt trong nháy mắt đã lan ra 4 phương 8 hướng. Bên trong mỗi một vết nứt hình như đều có một thanh quang kiếm, vì tu sĩ mà mở ra một con đường. Khởi hành, Đại Vu Trúc cùng Linh Châu Tử gần như đã cùng lúc hét lớn. Chúng Nguyên Anh sôi nổi lấy ngọc phù của mình ra, trong chốc lát xuyên qua khe hở, độn nhập vào bên trong tường gió. Động tác của Tần Tang cũng không chậm, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức giơ ngọc phù lên, chọn chúng một cái khe, xông vào. Trước khi hắn tiến vào, sớm đã kích phát lực lượng của ngọc phù. Lần này, không phải là vòng bảo hộ huyết sắc, mà lại giống như một luồng sáng kiếm khí, bao phủ toàn thân Tần Tang, mở đường trong gió lốc. Tất nhanh, hắn đã gặp phải lần xung kích đầu tiên. Tần Tang trở lại chốn cũ, ứng đối rất ung dung. Trong sự che chở của ngọc phù, thành công ngăn cản được xung kích của tiên trận, xuyên qua nó, từ không trung rơi xuống. Vị trí mà hắn rơi xuống là một cánh đồng hoang, hoang nguyên mênh mông dị thường. Tần Tang chân đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có bóng người xuyên qua tiên trận, từ không trung rơi xuống, vị trí mà mỗi người hạ xuống cũng khác nhau. Những người này chỉ dừng lại ở đây một lát, rồi lập tức hành động, điều khiển độn quang lao đi khắp 4 phương 8 hướng,
biến mất trong núi sâu rừng già. Lại trở về rồi, Tần Tang phát ra một tiếng cảm khái. Đầu tiên là nhìn hướng thiên tháp một lát, tiếp theo quay người phi độn về phía Tử Vụ Tuyệt Địa, quyết định đi lấy cửu U Ma Hỏa vào tay trước đã. Rất nhanh, Tần Tang đã đi tới phía trước rừng cây liên thông Tử Vụ Tuyệt Địa cổ xưa. Lần đầu tiên tới đây đã gặp. Được Hạng Nghĩa, ký ức đó trong lòng Tần Tang vẫn còn như mới. Biết rõ trong rừng có rất nhiều hung trùng cùng hung thú khó đối phó, nên hắn đã chuẩn bị hết mấy loại thuốc bột đeo ở trên người. Hắn vừa bấm niệm quyết, ẩn thân độn nhập vào rừng cây, đi tìm đầu tử hà kia. Lúc Tần Tang hành động đều hết sức cẩn thận, bởi vì hắn không xác định Đông Cực Minh có phái người đến Tử Vụ Tuyệt Địa mở tỏa thượng cổ thần đài kia có sinh ra khó khăn trắc trở gì hay không. Ngay vào lúc Tần Tang nhanh chóng lao đến Tử Vụ Tuyệt Địa, sâu trong dãy núi, Nguyên Anh hai tộc cách nhau không xa, hướng mà bọn họ bay đến chính là thiên tháp. Lúc này, Mưu Lão Ma liếc mắt về hướng Tử Vụ Tuyệt Địa, tiếp đó quan sát từng tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh, lại không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi đột nhiên truyền âm gì đó cho lão giả mặc huyết bào ở bên cạnh. Lão giả huyết nào nghe vậy thì giật mình, Mưu Lão Ma, người dám chống lại Linh Châu Tử cùng mệnh lệnh của ma chủ. Người chán sống rồi thì thôi, chớ liên lụy bản tọa. Khà khà, huyết lão quỷ, ngươi cho là ta không biết nội tình của ngươi à? Ngươi muốn mượn cổ cấm của Thất Sát Điện, luyện chế món tà vật kia, giúp ngươi vượt qua lôi kiếp sắp tới. Tỷ lệ thành công chỉ sợ chưa tới một thành, đúng không? Không có món tà vật này, sợ là ngươi chỉ còn sống được 100 năm. Chỉ cần ngươi giúp ta một lần, ta có thể đến chỗ Ôn Lão Ma, giúp ngươi mượn Thiên Cương Hoàn của hắn. Mưu Lão Ma đè ép lo lắng trong lòng xuống, cùng lão giả mặc huyết bào nói đến giao dịch. Thần sắc giả huyết bào hơi lay động, không tin nói, Thiên Cương Hoàn là mệnh căn tử của Ôn Lão Ma, lão xem nó như mạng mình, ngươi nói mượn là mượn chắc. Ôn Lão Ma nợ ta một ân tình rất lớn, mượn Thiên Cương Hoàn một lần, vẫn có thể làm được. Mặc dù hiệu quả của Thiên Cương Hoàn không bằng tà vật kia của ngươi, nhưng cũng là dị bảo hiếm có thể giúp ngươi tranh được chút hy vọng sống. Vẻ mặt Mưu Lão Ma rất tự tin, huống chi, lần này Lão Phu cũng không tính là làm trái lệnh, chỉ cần ngươi toàn lực xuất thủ, chắc hẳn sẽ không xảy ra sơ suất gì. Rõ ràng là lão già huyết bảo đã động lòng, ánh mắt lấp lóe. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Nhưng mà nếu ngươi dám lừa gạt bản tọa, ngày giờ của bản tọa không nhiều, cũng không có gì phải kiêng kỵ, cẩn thận Thiên Phong Đảo Đảo của ngươi đấy. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1420, Quỷ Địa. Sắc mặt Mưu Lão Ma cứng đờ, sau đó gượng cười rồi nói, huyết lão quỷ, ngươi từ khi nào mà lại trở nên lo trước sợ sau như vậy, nếu như không có sự chắc chắn cao độ, lão phu sao lại phải tìm ngươi giúp ta một tay, rước thêm phiền phức cho mình chứ? Hừ, có cường giả Nguyên Anh cảnh ở đây, sợ rằng cũng chỉ có một mình bổn tọa mới có thể giúp đỡ ngươi. Luyện chế ra một cái huyết hồn, làm bản tọa tiêu hao huyết khí trong người áng chừng phải sau mấy chục năm mới có thể khôi phục. Nếu như không phải vì Thiên Cương Hoàn, thì dù cho ngươi có miệng nở hoa sen, cũng đừng hòng mời ta tới đây trợ giúp được. Huyết bào lão giả âm thầm giao một quả cầu huyết sắc nho nhỏ cho Mưu Lão Ma. Bên trong viên huyết cầu này lại ẩn chứa một thân ảnh huyết sắc nhìn rất tà dị. Hơn nữa nhìn biểu cảm của người này có vẻ như hắn rất thống khổ và phẫn nộ. Đến thời điểm thích hợp, ngươi chỉ cần lưu lại viên huyết cầu này, còn sự việc phía sau cứ giao cho bản tọa là được. Sắc mặt của Mưu Lão Ma cực kỳ vui vẻ hài lòng, hắn thu hồi viên huyết cầu kia. Sau đó kéo dài khoảng cách với lão giả mặc huyết bào này, miễn cho việc bị người khác phát giác ra mối quan hệ giữa hai người. Nhìn bóng lưng của Mưu Lão Ma dần dần rời đi, ánh mắt của huyết bào lão tổ lấp lóe liên tục, trong lòng hắn cũng nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Tên lão ma đầu không biết đã phát hiện ra bảo vật khó lường gì ở trong Thất Sát Điện, mà đến nỗi hắn dám dùng cả Thiên Cương Hoàn ra làm cơ hội để trao đổi. Chẳng lẽ hắn không sợ thiên kiếp sao?
Nghe nói tên Mưu lão ma này dò xét ra động phủ của Đông Minh thượng nhân trong yêu hải. Chẳng lẽ hắn thật sự đạt được món bảo vật nào đó, từ đó khiến thực lực của bản thân hắn tăng nhiều đến như vậy sao? Tử Vụ Tuyệt Địa. Tần Tang lần theo Tử Hà, đi ngược với dòng nước của Tử Hà mà lên, hắn rất nhanh đã nhìn thấy khu vực mà Tử Vụ ngập trời. Ở trên đường, Tần Tang vẫn luôn ra lệnh cho Thiên Mục Điệp chú ý mọi động tĩnh xung quanh, đề phòng gặp phải người của hai đại thương minh. Nhưng khi đi trên đường từ nãy đến giờ, Tần Tang không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Không biết có phải là do Đông Cực Minh đã thay đổi mục tiêu hay không, nên họ mới không phái nhân thủ tới nơi này. Đi tới gần khu vực phụ cận Tử Vụ Tuyệt Địa, Tần Tang phát hiện ra rằng biên giới của Tử Vụ Tuyệt Địa dường như đã co rút vào không ít so với thời điểm hắn tới nơi này lần trước. Hắn cũng không biết đây có phải là hiện tượng bình thường của Tử Vụ Tuyệt Địa hay không. Hắn mở ra túi linh thú ra, sau đó triệu hồi Tầm Mập ra. Tầm Mập biết rõ lần này Tần Tang lại có thể tìm tới mỹ thực mà nó yêu thích, cho nên dù bị Tần Tang bỏ đói lâu như vậy nhưng Tầm Mập vẫn không có một chút oán hận nào. Không cần đợi đến khi Tần Tang phân phó, Tầm Mập đã tự mình hấp tấp nhảy lên trên bả vai Tần Tang, há mồ phun ra tịch độc giáp, sau đó nhìn chằm chằm vào sâu bên trong Tử Vụ Tuyệt Địa. Sau đó bắt đầu rung đùi đắc ý. Thiên Mục Điệp lúc này vẫn còn đang ở bên trong khí hải của Tần Tang, thôi động thần thông của bản thân để hỗ trợ hắn. Tần Tang muốn bắt lại thứ quỷ vật đã bắt đi Phi Thiên Giả xoa của hắn, do đó hắn không thể làm bại lộ quá sớm sự tồn tại đặc biệt của Thiên Mục Điệp. Có tịch độc giáp ra thân, Tần Tang cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn trước nhiều. Chớp mắt một cái hắn đã bay vào bên trong Tử Vụ Tuyệt Địa. Thân ảnh của hắn chớp mắt cũng đã biến mất trong làn sương mù màu tím dày đặc không thấy đâu nữa. Hắn bay thẳng tới hướng hang ổ của bầy tử tinh điêu ngày trước, đồng thời trên đường cũng tiện tay bắt được mấy con chồn tím. Tuy rằng những đạo cao sơn hiểm ải này không chỉ có một nơi, nhưng đây lại là nơi dễ dàng vượt qua nhất. Những chỗ khác kia thì có khoảng cách quá xa, kia thì lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Không ngờ, khi Tần Tang đi tới phía trước một đạo quan ải, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra rằng bên trong hạp cốc này ngay cả một con tử tinh điêu cũng không có. Lần trước khi hắn tới đây, đám tử tinh điêu phải gọi là lúc nha lúc nhúc. Trên không trung của cái hạp cốc này bất cứ lúc nào cũng có hơn 100 con tử tinh điêu đang bay lượn vòng quanh. Đó là một tộc bầy có số lượng thực sự rất kinh người. Hung thú có thể sinh sống bên trong những nơi có làn khói kịch độc dày đặc như thế này cực ít, do đó thực lực của tử tinh điêu khi trưởng thành cũng không hề yếu. Thêm vào đó chúng lại ỷ vào việc người đông thế mạnh, cho nên tổng Tử Vụ Tuyệt Đại này chúng dường như không có kẻ thù trời sinh, đã chiếm đóng nơi này là chúa tể không biết bao nhiêu lâu. Nếu không phải vì lý do như vậy, lần trước khi Hạng Nghĩa tới nơi này cũng sẽ không cảm thấy chắc chắn như thế. Ta nhớ rằng lần trước khi tên tu sĩ họ Bàn phản bội, ra lệnh cho Liệt Địa Tích dẫn dụ đám tử tinh điêu kia tới nơi này, đã hình thành một trận hỗn chiến quy mô thú triều. Chẳng lẽ đám tử tinh điêu kia đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong trận chiến đó rồi sao? Trong lòng Tần Tang nảy sinh sự kinh ngạc, không biết hung thú hiện tại đang chiếm giữ quan ải này là hung thú gì? Hắn đứng lại ở một nơi xa, không dám tới gần, ra lệnh cho Thiên Mục Điệp thi triển thần thông Thiên Mục quan sát tình hình. Không ngờ, vậy Thiên Mục Điệp lại không phát hiện ra tung tích của bất kỳ một con hung thú nào. Tình hình trong hạp cốc cũng cực kỳ yên lặng. Các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.